Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Thành Lưng Channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là một cái ngôi đền ở làng quê Nhật Bản nó như thế nào nha mấy bạn. Hiện tại mình đang đứng trước cửa cái cổng ngôi đền này mấy bạn. Ở sau lưng mình là cái ngôi đền ở bên Nhật nè. Ngôi đền này không có nhà nha mấy bạn, chỉ là một cái cổng đền bình thường thôi vậy thôi. Bây giờ mình và các bạn cùng nhau tham quan cái ngôi đền này nó như thế nào nha mấy bạn. Nếu mấy bạn thấy thích cả thích clip này hãy ủng hộ mình bằng một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Ủng hộ mình làm cho mình có động lực tạo nhiều clip cho mấy bạn xem nha. Bây giờ mình cùng tham quan nha mấy bạn. Đây là cổng đền nha mấy bạn. Ở chính giữa là tên đền. Hai bên có hai cái trụ đèn. Giờ mình đi vô phía sau. Ở khu vực này rất là mát luôn mấy bạn. Có một số gốc thông rất là lớn luôn. Ở đây là ở sau cái cổng đó nha, nằm cái cổng đền này nha mấy bạn. Ở đây có một gốc cây to, rất là to luôn. Mấy bạn thấy mặt mình với gốc cây này là không có là gì hết trơn. Một người ôm không hết nè mấy bạn. Gốc cây rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua cái ngôi đền nhỏ ở bên đó nha mấy bạn. Cái cổng đền này người ta làm bằng cái gỗ hông á mấy bạn. Những cái cây thông to người ta cắt ra rồi người ta làm lên cái cổng đền luôn. Để mình zoom lên cho mấy bạn xem. Cái mái nhà tất cả đều làm bằng gỗ thông hết. Mình đi ra cái mái này giống như là để bảo vệ mấy cái văn tự này nè mấy bạn. Cái mái nhà này nè. Ở đây có mấy cái văn tự người ta viết bằng tiếng Nhật ở trên cái bảng gỗ. Mà qua thời gian thì nó mờ hết rồi. Ở trước là gần như là mờ chữ hết luôn rồi mấy bạn. Thôi bây giờ mình qua tiếp cái đền nhỏ ở bên đây nha mấy bạn. Cái đền nhỏ này có một điều đặc biệt á, là nằm ở chính giữa cái hồ. Ở chính giữa, khoảng chính giữa cái người ta đem đất vô, người ta xây lên một cái hòn đảo nhỏ nhỏ đó. Xong rồi người ta cất cái hồ ra, cất cái đền lên. Ở hai bên có hai cái cây thông nhỏ mấy bạn, nhưng mà mình nghĩ hai cây thông đó nó khó là phát triển. Ở bên đó có rất là nhiều hoa nước luôn, màu vàng, màu tím, màu trắng cũng có luôn. Thực chất ở đây cũng có một cây nè mấy bạn, cái bụi cây hoa này nó mọc ở dưới nước. Nhìn cái bóng cây thông nó in xuống hình mặt nước đẹp quá mấy bạn. Ở bên đó cũng có bóng của cây hoa nó in hình xuống mặt nước nữa, nhìn đẹp quá. Mấy bạn thích clip nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Kênh Thành Lân Channel của mình thì mình làm ra là tạo ra những clip
nhằm giới thiệu tới các bạn về cuộc sống bên Nhật này, cảnh quan bên Nhật này. Ở đây có cái cục đá này nè. Cục đá này chắc linh thiêng hay sao, người ta di chuyển tới đây luôn á mấy bạn. Hoặc là nó đã có từ rất là lâu ở đây rồi. Có một cái phiến đá khắc chữ lên. So với cái cổng đền bên kia thì cổng đền bên đây rất là cũ nha mấy bạn. Ở đây người ta sẽ đi bộ qua cái cầu sắt này rồi qua cái chỗ đứng ở trước cửa đền đó, rồi mình cầu nguyện. Ở trong đền có một vị thần. Mấy bạn thấy không? Ông ở trong á. Cái hồ này nè, vào mùa đông á, những năm về trước đóng băng luôn, con người mình có thể đi trên cái mặt nước hồ này được á mấy bạn. Mình nghe người Nhật kể lại vậy đó. Đi tới đây thì có một cái gốc cây nó chết rồi, nhưng mà cái gốc cây to lắm. Thường ở xung quanh mấy cái đền hồ này cây người ta giữ nguyên à, người ta không có chặt phá nên số cây nó còn á, nó to. Ở bên đây có cái gốc cây hoa tử đăng này mấy bạn, rất là to luôn. Đây là quang cảnh cái khu vực cái đền của mình nè. Cái đền ở đây thì là đền nhỏ, nó khác với những cái đền lớn. Đền lớn thì người ta xây dựng nhà để mình vô mình tham quan rồi được. Còn đây là cái đền ở ở nông thôn á, nó chỉ có chút xíu vậy hả. Ở bên Nhật này có hai loại tôn giáo mình nghĩ là nhiều được nhiều người theo, nhất là đạo Phật với thần giáo là đền nè. Thần giáo là thờ Kamisama, là thờ thần. Thì thôi mình cũng kết thúc clip ở đây nha mấy bạn. Mấy bạn thấy thích clip mình thì cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Thành Lưng Channel của mình nha mấy bạn. Mình cảm ơn mấy bạn nhiều. Hẹn gặp lại mấy bạn ở clip sau. Tạm biệt mấy bạn.